Vậy mình không một mình nhỉ? Nhưng làm sao mà biết được? Hay bọn mình ra hỏi anh ấy xem anh ấy làm sao đi. Ờ, anh ấy không một mình nữa. Nhà em ở đâu? Em quên mất rồi. Thế em nhờ em học trường nào không? Chắc em chỉ học trường mầm non thôi đúng không? Thế em học trường nào? Em học trường Sơn Ca. Thế à? Dạ. Có mấy người biết trường Sơn Ca ở đâu không? Đã nghe qua rồi, chỉ ở gần đây thôi. Thế à? Mà em tên là gì? Em tên là Minh. Em nói quá à. Ủa, anh chị quên à? Mất. Nghĩa ơi, trong ba lô cậu có mang đồ ăn gì không? Đấy, để tớ xem á. Em ơi, em có một chai nước lọc thôi, em uống đi nha. Để xem còn gì không nữa. Ui, may quá, em ơi còn sữa này. Em thích uống sữa này không? Thôi em hút cho em đi. Em hút này. Ui, em ơi còn kẹo này. Em nói thì em ăn nhá. Em cầm đi. Em uống đi. Không mà anh không ăn đồ ăn rồi. Anh đi chơi một tí anh về. Em muốn nhanh lên rồi tí nữa chị sẽ đưa em ra đồn công an gần nhất để em tìm mẹ nhá. Chị sẽ nhờ các chú ấy tìm mẹ giúp em nhá. Em cảm ơn các anh chị. Không sao. Sao đâu. Thank you.